Trần Anh ô tô báo giá tổng bãi với những mẫu xe còn Trần Anh nha. Bên Trần Anh hỗ trợ góp mạnh mẽ cho bà con luôn. Ngoài trời thì đang mưa anh chị thấy không? Mấy bữa nay tháng mưa quá trời, ngày nào cũng mưa. Mưa vẫn mưa bay trên thềm thác độ nha. Bàn tay em mấy thứ mất xanh sao. Cru này đang rút hồ sơ cho khách đây. Đợt trước mua rồi nhưng mà hồ sơ khách nhờ rút. Đang rút hồ sơ cho khách. Mẫu dây 201 vừa về. Giá có hơn trăm xíu. Bản này bản GL nha anh em. Anh em quan tâm bản này anh em alo cho Trần Anh. Cru 2017 nè. Em này là 240 nha bà con. 240 2017, 66E19239. Form mới rồi. Đời này 2018 là hết đời nha. Chạy em này đâu đó 8 lít anh em nha. Sơn xi đẹp lắm. Nè, đèn lồi hết toàn bộ anh em thấy đẹp không? Đó bà con quan tâm mẫu 27 alo cho em. Nói chung là tính năng option của em này thì full đồ chơi. Cụp mở nè, ABS nè. Xi nhan tích hợp, form mới đèn lồi. Một cụm, hai cụm, ba cụm đèn chiếu sáng phía trước. Nha bà con, phía sau là đèn thắng. Kết hợp đèn halogen. Đó, phong dáng của em Gru. Luôn luôn đẹp, luôn luôn rẻ lợi cho này. Hỗ trợ góp 30 triệu luôn. Bên đây Trần Anh còn một cặp Innova đời 2006. Giá một con 206, một con 208. Đây là 208 này. Em này thì để cho anh em giá có 140 triệu. Đó là giá bán rồi nha anh em. 208. Em này 206. Giá em này là 180. Anh em mua Trần Anh sẽ bớt cho 5 triệu còn 175. Hỗ trợ góp cho anh em lên tới 35 triệu luôn. Hay là thích 40 triệu thì cứ alo cho Trần Anh ô tô. Cứ có alo là có bớt nha. Cứ alo là bớt. Bớt mạnh, bớt nửa góp nữa. Thoải mái. Chơi vui đi anh em. Đó bà con quan tâm mẫu này thì bà con alo cho Trần Anh ô tô. Vivan đời 2008. 5+2 dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ nữa. Giá 120 triệu mẫu này cho anh em. Đây anh em. Được cái chiếc xe đẹp nha. Nhìn cái vô lăng là anh em biết đẹp không? Ghế ở trong chủ nhà học mới hết rồi. Toàn bộ ok luôn. Nhỏ gọn. Không quá hao xăng. Không quá cồng kềnh và không chiếm diện tích. Thì lấy mẫu Vivan này. Đó, xe thương hiệu đình đám á. Anh chị thấy những cái mẫu Chevrolet á. Mẫu nào giá thành nó cũng thấp. Vì sao anh chị biết không ạ? Đó. Anh chị biết anh chị để lại comment dưới bình luận nha. Có thưởng nha. Vivan. Quan tâm mẫu này thì alo luôn cho Trần Anh ô tô. Innova 85i 1618. Xe này một người anh trai đã cọc 10 triệu rồi. Một đời chính chủ. Ford Everest đời 2005. Em này máy móc đã có làm. Đồng sơn đẹp lắm. Nước sơn riêng còn. Giá chỉ để cho anh em 170. Được chưa? Giá bán Trần Anh nha, 170 triệu. Góp cho anh em lên tới 30 triệu luôn. Anh em đưa trước 140 lấy xe. Mẫu xe máy dầu. Nội thất ở trong nè, đẹp không? Ít tiền thôi, anh em mua về. Anh em che nắng che mưa. Chạy gia đình quá tuyệt vời mẫu này luôn. Dàn trần rin luôn. Đã cho anh em. Còn mấy mẫu này chạy thời gian thì 5 tháng máy móc nó xuống, người ta làm máy là bình thường. Được cái đồng đẹp lắm, sơn rin còn. Vivan này thì một người anh trai cũng đã chốt cọc. Chờ anh chờ đến bao giờ. Anh bay về phương Bắc, dần anh lại đi ngược về phía Nam để tìm anh. Tìm không thấy anh trai ở đâu. Xe này Fortuner một người em cọc rồi. Đây cọc 10 triệu rồi. Đang chờ em trai xuống lấy. Nói chung tỷ lệ em trai cọc cũng mười mấy ngày rồi. Vẫn chờ đợi là hạnh phúc nha. Chờ đợi một ngày nào đó thì hy vọng em sẽ xuống đây lấy xe. Được chưa anh em? Còn em không lấy xe thì anh lại đăng anh bán tiếp. Vậy thôi anh em. Vì cái tháng 7 mà thì cũng phải thông cảm thường thường á. Gia đình đạo Phật đó là họ kiêng lấy xe về tháng 7. Anh chị nha. À, mình biết điều đó, mình vẫn giữ xe cho khách mà. Mua bán phải có sự vui vẻ. Bên đây anh em. Đây. Giá em này là 190 triệu. Anh em mua Trần Anh sẽ bớt cho anh em 207 nha. Em này là hàng G nha. Hàng G nha bà con. Đó, 2006 thôi anh em. Màn hình đồ chơi full kính rồi. Được cái nội thất liền lạc sạch sẽ cho anh em. Hỗ trợ góp anh em 30-40 triệu bộ này luôn. Chuẩn G luôn nha anh em. Bên đây Trường Anh còn một mẫu Avell 2013. 23 xe đẹp nước sơn trắng. 93E40069. 165 triệu mẫu này. Hỗ trợ cho anh em góp 30 triệu. Đồ chơi thì anh em nhìn thử đi. Chủ nhà có lên có thiếu gì không?
Thứ nhất anh em mua về anh em không phải tốn 1.000 tiền đồ chơi nữa. Anh em biết giá bên công ty anh em đăng là giá Trường Anh luôn luôn có cái giá mềm. Nó vậy thôi anh em, mà chưa hết đâu. Làm việc với Trường Anh thì hỗ trợ góp bớt các kiểu. Đó có 165 triệu à. Mua nữa không ạ? À? Mua nữa bớt 5 160 à? Mua nữa không ạ? À? Mua nữa góp 30. Chơi vậy đó. Đó, cuộc đời là phải vui lên, phải yêu đời lên, phải nói chung là tiếp đón khách nồng hậu lên. Như vậy cuộc đời mới thêm một cái phần gọi là tươi thắm nha. Bầu ơi mình thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chúng ta mãi mãi là đại gia đình, được chưa anh em? Ok anh em nha. Crew 2010 nè anh em, báo giá lúc đầu nè 180 nè anh em, hỗ trợ góp cho anh em 300 hỗ trợ góp cho anh em 30 triệu mẫu crew này 2010. Nội thất ở trong chủ nhà full đồ chơi kính mít rồi. Ghế em là sạch sẽ, bọc toàn bộ hệ thống ghế 5D nha anh em. Hai túi khí bên phụ bên tài nha. Phân khúc C chạy bao đầm luôn. Đó, có mua là có bớt, có mua là sẽ hỗ trợ góp cho anh em từ A đến A luôn. Em này đi đầm, phân khúc C mà. Tại sao Trần Anh vẫn nói với anh em Crew thương hiệu Mỹ, form đẹp, chạy đầm, cách âm tốt nhưng mà giá thành thì lại thấp. Vì sao ạ? À? Anh chị biết không ạ? À? Anh chị đã biết comment dưới bài đăng, có thưởng ngay 5 triệu tiền nóng. Chơi sốc rồi đó bà con. Xong chưa ạ? À? Bên đây còn một mẫu Kia Morning. Em này sản xuất năm 2008 nha anh em. Số tự động bản AT. Được chưa anh em? 150 triệu giá bán cho anh em nè. Số tự động gia đình, Tappy Vân Gai, đẹp lắm. Trang bị màn hình, số tự động. Anh em thích hỗ trợ góp không ạ? À? Hỗ trợ cho anh em luôn nha. Nội thất đẹp nè, sạch sẽ. Nói dòng số tự động thì không có ai chạy dịch vụ cho nên anh em yên tâm. Lấy về đi mẫu này chắc chắn, tuyệt đối luôn anh em. Bên đây Trần Anh đăng lại một mẫu Picanto 2012. Xe này là một chú lớn tuổi, chú cọc. Nhưng cuộc sống thật chớ trêu, chú đồng ý nhưng mà con chú không đồng ý. Cho nên là chú đã đổi xe khác bên Trần Anh. Được chưa? Thì hôm nay Trần Anh xin mạng phép bán lại mẫu Picanto 2012. Máy số bao rin, em là hàng nhập khẩu. Có cửa sổ nóc ABS, hai túi khí, đã chưa, vô lăng thích hợp luôn nè. Hàng nhập với có cái này nha anh em. Và cái thứ hai nè, hàng nhập với đẹp như vậy nha. Đó, Trần Anh vẫn bán giá là 235 triệu cho bà con cô bác. Bớt 5 triệu còn 230, được chưa? Số tự động nè, ghế đi đôi là hệ thống ghế da nguyên bản của dòng Kia Morning. Nhỏ gọn, đầy uy lực luôn. Động cơ dung tích làm việc 1.25 nha anh em. Nó có cửa sổ trời nữa nè. Nhỏ nhỏ mà bản full. Nó Picanto, hàng nhập 63E 21678. Anh em nào quan tâm mẫu hàng nhập khẩu alo cho Trần Anh Ô Tô. Ở phía sau là full LED, phía trước cũng đã full LED hết toàn bộ rồi nha anh em. Đây crew tiếp một mẫu nè, 2011 nè anh em. Giá thành cũng rất là ok cho anh em nè. 190 triệu một mẫu này. Anh em mua Trần Anh sẽ bớt cho anh em. Bớt cho anh em 5 triệu. Hỗ trợ góp cho anh em từ 30 đến 35 triệu mẫu này. Anh em thấy như thế nào? Có được không ạ? À? Hai chìa khóa mút lóc, màn hình, cam hành trình, full hết toàn bộ đó anh em nha. Bọn che nó bỏ áo màu ghi bạc, sạch sẽ liền lạc, có mua là có bớt. Cứ có mua là có bớt nha anh em. Chuẩn giờ, quá VIP. Xì bắt này thì một người em trai đã chuyển tiền, nói chung là gần đủ cho Trần Anh rồi. Nó trời rước em ấy về Vinh thôi. Còn anh chị mua xe ở đâu Trần Anh không biết. Riêng mua xe ở Trần Anh, bao nha. Thứ nhất, chế độ ưu đãi bảo hành. Thứ hai, trả góp không lãi suất. Cái thứ ba, khi cọc tiền cho Trần Anh không lấy, trả tiền cọc, không lấy 1.000. Không biết đúng hay sai, không cần quan tâm. Được chưa anh em? Không cần quan tâm là anh em đúng hay anh em sai, hay là lý do gì. Không quan tâm, cứ cọc xe. Lên coi xe không được, trả cọc, không lấy 1.000, bất cứ ai cũng vậy nha anh em nha. Cho đi là còn mãi, mang lại cho nhau hạnh phúc và tiếng cười trong cuộc sống. Đó, nhiều xe giá rẻ, giá cực kỳ rẻ, góp mạnh, hỗ trợ mạnh, giảm giá kịch sàn cho bà con cô bác luôn. Anh em nào quan tâm mẫu nào thì anh em alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Rồi Trần Anh chào anh em, chúc anh em cô bác có một buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Em see you and goodbye.